mẹ thay đồ cho con nha. Đây mẹ để như vậy. Đây là mấy cái mền cũ á cô chú, của mọi người cho ti á, xong rồi chở về để cho mấy bé nằm. Ai thì bé mình vô. Ô, ngồi dậy luôn nè. Ô, mẹ chưa đi nè. Ô, ô nhìn nặng quá. Trời, sáng giờ Ti đã thay tã cho Miên rồi, được thay tiếp. Ti sử dụng bằng cái tã này là cô chú, tã em bé. Của em Min nè, Ti xin lỗi mọi người nha, nhưng mà vì cô chú nói là thấy cái kim tim nhỏ đó nên Ti đã mua cái ống này rất là bự nè, để cho Min uống nước và ăn cháo. Rồi, uống ít thôi còn ăn nữa. Thuốc của Min thì Ti để đây, đây là thuốc canxi bổ xương. Min giỏi lắm nha cô chú, Min biết ăn luôn. Ti mua đầy đủ đồ nghề hết trơn á. Đây là bovidin. Đây là bông đã tiệt trùng rồi nha cô chú, không phải là những cái bông bình thường kia. Bông kia thì nó rẻ lắm, còn cái này thì nó mắc hơn. Ô, xót không con? À, xót không bé? Ô, chưa nha. Ô, mẹ chưa. Thôi mặt này. Trên vai thì chưa. Tí nữa Ti lật bé Min qua bên kia, xong rồi Ti sẽ rửa bên kia. Đây là cháo thịt bò đậu xanh với cà rốt. Ti đã nấu cho các bé cún già yếu bệnh tật và cả bé Min nữa. Ướp vừa ẩm. Mặc dù là Ti bận rất nhiều công việc, nhưng mà Ti cũng dành thời gian để chăm sóc cho bé Min. Ngon không? Cho con nằm đây nè, con nằm đây. Giỏi. Chính nghe mẹ nè. Giỏi. Thank you.
Thì cũng xin báo với mọi người là bé Min có một tin vui, là có một chị rất là yêu thương bé Min với bé Lết. Chị đang mua cho Min một cái giường đó mọi người. Tuy không biết, tuy chưa nhìn thấy cái giường đó bao giờ, nhưng mà cái giường đó là sẽ cho bé Min nằm, không bị ruồi bu, nào không bị các con côn trùng cắn. Tuy đang chờ cái món quà đó ở phương xa về cho bé Min. Ôi, giỏi giỏi giỏi, con uống miếng nước nha. Đây. Hôm bữa đó con đăng lý với cô Minh Thư, cô Thu ở quận 7 á, con quên mất là cảm ơn cô Thu đã gửi cho các bé cuối năm mái ấm của con 500.000. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Bé Min đó mọi người, Ti không có cho anh bé ăn nhiều một lần, mà một ngày Ti chia ra nhiều lần để cho bé ăn, để cho bé nó tiêu hóa tốt. Sau khi mà ăn uống xong tí nữa đó, 30 phút sau là Ti sẽ cho bé uống thuốc của bác sĩ, cho cái thuốc gan á. Tại vì Min bị suy gan cô chú. Cái thuốc này nè, cái gì Acot Quy gì đó, Ti không biết đọc chữ này mọi người ơi, nhưng mà để điều trị gan. Và khoảng một tuần nữa là Ti sẽ chở bé Min lên thú y để chích một cái mũi thuốc. Tại vì Min bị nhiễm con ký sinh trùng gì á, nó làm cho bé nó bị suy gan và suy cơ xương nên bé nó bị liệt. Min chào cô chú đi, cho cô chú vui. Không phụ lòng mọi người đã yêu thương bé Min. Min chào đi. Hello everyone. Thank you so much. Thôi Ti xin tắt clip ở đây nha cô chú. Tí nữa 30 phút sau thì Ti sẽ cho bé ăn tiếp, chứ không có ăn một lần thật là nhiều. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và xem kênh ủng hộ cho mái ấm Ti Ti. Rất mong mọi người yêu thương Ti và các bé chia sẻ nè, like và xem quảng cáo, đăng ký kênh giúp Ti nha. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Bye bye mọi người. Min bye bye cô chú đi Min. Min ơi. Ô hôn cái nè. Bye bye cô chú nha.